Nào, gọi điện cho bố về để xem bố về chưa, ăn cơm nào. Con gọi điện đi. Mẹ đói bụng rồi. Con gọi xem bố về chưa. Cho mẹ mượn điện thoại của con, mẹ gọi điện cho bố nào. Con lắp điện thoại đi. Cho mẹ gọi, con mẹ mượn một tí rồi mẹ gọi cho bố nào. Làm gì? Mẹ đã trông. Mẹ đã trông. Đã trông rồi. Tháo ra. Mẹ trông. Mẹ trông. Mẹ đã trông rồi. Mẹ không hiểu, nói lại mà con nào, nói rõ ràng. Lắp cho cái lắp điện thoại đi rồi gọi cho bố nào. Lắp điện thoại đi gọi bố nào. Mẹ để con đây. Để cho.